Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặt mình trong hoàn cảnh của tổ phụ Abraham, khuôn mặt mà trong suốt tuần vừa qua chúng ta được lời Chúa khắc họa cho chúng ta hình ảnh của một người cha trong đức tin. Đặt mình trong hoàn cảnh của Abraham trong suốt 3 ngày lên núi Moriah, chúng ta mới cảm thấy sự đau đớn và thách đố trong đức tin của Abraham quả thực nó to lớn đến nhường nào. Một cụ già gần 100 tuổi mới được Thiên Chúa ban cho một mụn con. Một mụn con vui vầy trong lúc tuổi già. Ấy vậy mà Thiên Chúa lại muốn sát tế đứa con độc nhất đó trên ngọn núi Moriah. 3 ngày đường, 3 ngày cuối cùng cha con đi với nhau. Cha con chia sẻ với nhau. 3 ngày đó dẫn đến ngọn núi Moriah. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới cảm thấy sự chua xót trong tâm khảm của ông già Abraham. Nhưng ở thẳm sâu trong đức tin, chúng ta thấy bật lên một cái ý nghĩ mà cụ già Abraham đó có thể tin tưởng, như lời bài đáp ca mà chúng ta mới cất lên: "Tôi sẽ bước đi trước nhan Thánh Chúa Trời trong cõi đất dành cho kẻ sống." Abraham tin tưởng điều gì? Tin tưởng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là kẻ chết. Tin tưởng rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì những cái quyết định và cái đường lối của Thiên Chúa đều mang lại sự sống cho những con người bước đi theo Ngài, cho những người mà đặt niềm tin ở nơi Ngài. Vậy nên những cái cảm xúc của con người nơi mà tổ phụ Abraham có, cảm xúc của một người cha, cảm xúc của người mà có thể đang tâm cầm ngọn dao lên và định sát tế con mình, thì chen lẫn giữa những cái cảm xúc lẫn lộn như vậy, chúng ta vẫn nhìn thấy: "Tôi sẽ bước đi trước nhan Thánh Chúa Trời trong cõi đất dành cho kẻ sống." Sự sống là điều mà Abraham nghĩ tưởng tới, và Abraham tiến bước trong thánh ý của Thiên Chúa. Sự sống đó cũng thúc đẩy những con người trong bài tin mừng ngày hôm nay mang người bạn, người thân là anh chàng bại liệt của mình đến với Chúa. Và họ ra đi với cái niềm tin rằng ông thầy Giêsu kia sẽ cứu chữa và làm cho người thân của mình là người bại liệt này bước đi được. Niềm tin đặt nền tảng trên sự sống đấy đã thúc đẩy họ
mang người thanh niên bị bệnh bại liệt đến với Chúa. Và cái kết cục là chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu Kitô là ngôi hai Thiên Chúa đã ban lại sự sống cho người bại liệt. Và sự sống đó không chỉ giới hạn trong cái sự sống thể lý, mà sự sống đó tiên vàng là một sự chữa lành. Chữa lành không phải về thể xác trước, nhưng chữa lành bằng việc ban ơn tha thứ. Thưa cộng đoàn, điều mà cộng đoàn chúng ta đều vươn tới và là khát vọng của mỗi người trong chúng ta, đó là sự sống và sự sống viên mãn. Nhưng lời Chúa ngày hôm nay khích lệ chúng ta hãy cứ can đảm bước đi trên đường lối sự sống của Thiên Chúa. Nhưng trước hết và trên hết, hãy tìm kiếm cái sự sống trong linh hồn của chúng ta, trong việc lãnh nhận bí tích hòa giải, trong việc lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa như những điều mà chúng ta đang cử hành ở nơi đây. Chính mình và máu Thánh Chúa sẽ mang lại cho chúng ta sự sống. Và sau khi đã lãnh nhận những cái sự sống trong phần linh hồn, nếu hẳn chúng ta có những cái đau bệnh về thể xác, có những sự trái ý trong tâm hồn, trong những cảm xúc của một con người, giống như cảm xúc của cụ già Abraham, thì chúng ta đang khi chúng ta hân hoan và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta tin chắc rằng tôi đang bước đi trong trước nhan của Đức Chúa, trong cõi đất dành cho kẻ sống. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài soi tôi.